Thì thật ra cái MV này á, nó cũng nói hết lên cái nội dung của bài hát luôn. Cái đặc thù của bài hát này á, nó không phải là một cái nội dung chung chung, mà là nó một cái câu chuyện rõ ràng trong bài hát luôn. Là một cái cô chị khi sinh ra là ai ai cũng khen là cô sở hữu một cái phúc tướng, lúc nào trong tương lai sẽ sang giàu phú quý, một đôi mắt rất là đẹp. Nhưng mà cuộc đời nó không có được như vậy. Thì khi mà cô lớn lên rồi vì cha mẹ môn đăng hộ đối nên cái tình yêu của cô dành cho anh ký giả không được như mong muốn của cô, và theo cái theo ý của cha mẹ thì cô phải lấy một cái anh chàng thuộc một cái gia tộc của làng bên. Thì lúc đó những cái trưng chuyên nó xảy ra đối với cô. Thì sau này cô gái người yêu của cô gái cũng chết rồi, lúc đó cô mù. Thì trong cái bài hát này á, nếu một người nghe kỹ một lần nữa thì rõ ràng cái bài hát nó có sẵn được drama trong đó rồi. Dạ, thì trong cái MV này thì My đạo diễn cũng làm theo cái nội dung bài hát luôn á chị, phát triển thêm, sáng tạo thêm nữa thôi. Dạ, nên là cũng không có gì mà quá khó hiểu trong cái MV này. Cái bài này á, mới nghe demo của nhạc sĩ đưa thôi là tôi đã thích liền luôn. Đã nghe cái lời và nghe cái giai điệu không là đã rơi nước mắt rồi. Là tụi mình quyết tâm lần này mình phải làm như thế nào, mình phải tới. Vì bài hát hay quá mà mình làm không tới thì không được. Nên cố gắng mình phải làm như sao, mình vẽ ra một cái câu chuyện như thế nào mà thật là xúc động. Thì trong cái dự án Cửu Long Tình lần này thì My cũng nói thêm luôn, thì tại sao lấy cái chủ đề là Cửu Long Tình, bởi vì trong cái dự án lần này thì trong cái album lần này thì có một bài hát mang tên là Cửu Long Tình, và hầu hết 90% trong cái album lần này là những ca khúc dân ca Nam Bộ. Thì Cửu Long Tình là một cái tên mà My nghĩ rằng là nó bao quát hết, nó thể hiện nên cái nội dung của cái album này, chủ yếu là những ca khúc dân ca Nam Bộ. Thì năm ngoái là một năm mà Tố My đã đánh vào Bolero. Tố My đã đầu tư tâm sức của mình cho cái dự án Friday with Bolero năm ngoái. Thì năm nay Tố My muốn thay đổi chút xíu, muốn thay đổi một cái phong cách khác, là phong cách dân ca cho cái album Cửu Long Tình lần này. Chia sẻ chút xíu nữa về cái may mắn của Tố My đi, được những đàn anh đàn chị trong nghề thương mến giúp đỡ đi ha. Thì hôm nay mình ngồi đây á, đây là những đàn anh chị của Tố My rất là thân thương và cũng đã giúp Tố My rất rất là nhiều trong MV Mất Chị. Anh Hai Mới Trưa á cũng là một người anh Tố My rất là yêu quý, và trong cái sản phẩm Friday Bolero của Tố My thì có đến 3 ca khúc của anh luôn. Trong cái Friday Bolero, Lan và Điệp Năm nè, Anh Đừng Lo Nghĩ nè, Người Con Gái Sẽ Yêu Nữa, đều là những ca khúc Bolero rất là hay.
nhất riêng Donnie đóng giày cho Tú My. Rồi nói về cái chữ ơn nữa, thì ở đây Tú My xin nhắc đến một người hôm nay cũng thực sự lịch trình của anh rất là bận rộn, nhưng mà hôm nay đã đến đây với Tú My. Rất là thương Tú My, một người anh trai, một người đồng nghiệp và là một người thầy của Tú My nữa. Tú My xin được gửi lời tri ân đến anh Quang Lê. Mời anh. Dạ. Dạ. Dạ, mời anh lên đây ạ. Dạ, xin một tràng pháo tay cho ca sĩ Quang Lê. Dạ, cảm ơn anh. Ai á hả, mùa dịch cũng thay đổi hết, có mình anh là không thay đổi à. Thấy cái anh cũng thay đổi nữa nè. Dạ, ai cũng thay đổi, có mình anh là không thay đổi, quý vị thấy đúng không ạ? Dễ thương lắm quý vị, thật sự là một kỳ anh mà tôi rất là thương, rất là quý. Cái gì cũng mà đôi lúc á thì hơi trẻ con xíu thôi, nhưng mà lúc nào cũng thương Tú My. Lúc nào cũng thương Tú My, lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho Tú My, dạy dỗ Tú My rất là nhiều. Bây giờ trong cái buổi họp báo của em ngày hôm nay á, anh đã sắp xếp để đến được đây để mà tham dự cùng em. Hôm nay một cái bất ngờ nữa là anh đi rất là sớm nữa, em vui lắm. Dạ, anh có cái suy nghĩ gì không, anh có thể chia sẻ cho mọi người? Thật ra thì thấy được cái sự nỗ lực của Tú My từ ngày đầu, làm theo cái nhìn nhận của Quang Lê thì một khoảng thời gian khoảng là 5 năm Tú My mới bắt đầu coi như là tham gia, coi như là đấu trường nghệ thuật. Mà thật sự là cùng thời với Tú My thì rất là nhiều ca sĩ, nhưng mà Quang Lê nhìn nhận là Tú My đã vượt trội và đã bằng tâm huyết, bằng cả trái tim thì đã ngồi làm việc chung với Tú My thì mới thấy là cái sự cố gắng và nỗ lực của Tú My từng ngày từng giờ, đó là Quang Lê ghi nhận. Thì những người mà chỉ có yêu nghề thì mới tâm huyết như thế, thì chắc chắn với sự tâm huyết như thế thì Quang Lê tin rằng tổ nghiệp luôn hướng về mình và sẽ tỏa sáng như ngày hôm nay thôi. Chúc mừng em nhé. Nhưng mà anh xem MV của em lúc nãy, sản phẩm lúc nãy anh thấy làm sao? Thật ra là cái MV thì hay lắm mà em không có khóc. Em để dành cho cái người phụ nữ mà Thị Bình coi như là sống lại trong cái MV. Nói chung lại là anh Lê là hôm nay có Nhật Kim Anh thì anh Lê chia sẻ nha. Chắc là Tú My không biết đâu, Quang Lê đã xem đầy đủ bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, mà coi từng tập là một lần mà Nhật Kim Anh mà Thị Bình mà cứ ai mà hỏi không trả lời là coi như là Quang Lê ức chế lắm. Coi từng tập một luôn và ái mộ Nhật Kim Anh đến nỗi là vào Facebook kết bạn với Nhật Kim Anh luôn. Em còn nhớ. Chưa? Rồi còn tìm địa chỉ nhà, tới ngồi bên hồ cá, bên cái chỗ mà cái hồ cá của nhà Kim Anh. Rồi có cái tượng Phật Mẹ Quan Âm đó. Đó, rồi hai anh em ngồi nghe kinh thiền cả buổi chiều. Để chỉ muốn thấy bà Thị Bình ở ngoài đời thôi. Đó, cho nên hôm nay là Tú My mời Thị Bình làm một cái MV mà đối với Quang Lê rất là hào hứng để xem. Hồi nãy giờ em mà xem hoài luôn á, hồi nãy xem đầu tiên thì chưa hiểu lắm, nhưng mà xem gần thì hiểu rồi. Nói chung là cuối cùng cái đôi mắt bà này bà bị mù đúng không? Dạ. Thì đúng là nhau là bị đánh mù hay là bị khóc mù? À, khóc mù đúng không? Tại nãy có cái đoạn đánh nhau nữa thì mình đang ngồi phân vân, cho nên là không có cái đoạn mà hồi đồng mình cho đánh hai người nhá không? Đó thì là thì con lên thấy là mù, thì không biết là do đánh mù hay là do khóc nhiều quá bị mù. Thì con lên phải lật lại cái MV này, con lên phải coi một lần nữa. Nếu coi chưa hiểu sẽ lật lại thêm lần nữa. Đó, đây là một cái MV chỉ có 4 phút thôi, nhưng mà rất là nhiều tình tiết rất là thú vị để khiến người ta phải xem lần nhiều nữa thì mới hiểu được cái câu chuyện. Cảm ơn em và cảm ơn cô Thị Bình đã nhận lời để mà hỗ trợ cho Tú My. Một người em rất là tâm huyết với nghề. Rồi, ôm nhau cái nữa nè. Cảm ơn anh Quang Lê rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Ông mà nói tới hâm mộ thì không phải anh Lê hâm mộ Kim Anh đâu, mà Kim Anh hồi anh Lê còn ở ngoài ngoài mê lắm. Mê ông mặc cái áo dài khăn đóng hát khuế đó, mê vô cùng.
Bởi vậy nên là bây giờ tự nhiên cái anh mê lại mình, cái thôi hai anh em mình đến lại đến với nhau đi. Dạ. Mình ra theo cái MV mắc mê nữa chị. À mắc mê. Không, cái này là có báo chí làm chứng luôn. Mốt mà anh Lê làm cái MV là anh nhờ là Kim Anh đóng cho anh Lê nhá. Chết rồi, không còn là ca sĩ nữa. Bây giờ còn bây giờ là diễn viên minh họa luôn rồi. Không, cái này là tình anh em. Dạ, tình anh em. Yeah. Rồi, cái này là mắc diễn. Dạ, rồi, cảm ơn những chia sẻ chân thành đến từ ca sĩ Quang Lê ạ. Dạ, nhưng mà chắc là đặc biệt hơn chút xíu lúc nãy á. Chị Thanh rồi, lúc nãy chị Thanh nè với Tú nè yêu cầu mi là hát cái bài theo bây giờ rap đang hot á, mình hát theo phương cách rap đi. Mi cái trời ơi lại tha cho mi giờ rap mà mi không có biết hát rap như thế nào luôn á, bây giờ là làm gì mọi người cười chết luôn. Thì thôi giờ hả, chị nói cái gì vui vui đi, thì mọi người biết rằng là mi là người con xứ Quảng. Mình hát bài này theo phong cách tiếng Quảng được không ạ? Cho nó vui vui chút xíu ha. Đứng hay ngồi? Ngồi đi. Bây giờ mình hát tiếng bản chính trước đi, rồi mình hát qua tiếng Quảng sau cho mọi người rõ được phân biệt được cả hai được không ạ? Mấy cái mic ở dưới này hết pin hết. Hết pin hết, không phải điện thoại. Lúc mới sinh ra đời, chị tôi được khen phụng tướng sang giàu. Đôi mắt như sao trời, mộng mơ sang người nụ cười ngây thơ. Dần già ngày tháng gót hồng môi xinh xíu sao, người thương kẻ nhớ phải lòng chị tôi ở ngóng. Đâu có ham sang giàu, chỉ đêm lòng thương anh ký giả nghèo. Đôi lứa sai duyên thề, ngờ đâu trời xuôi đất khiến ly tan. Cũng vì mẹ cha nên dội sẽ duyên kết nơ tơ, bỏ lại tình yêu câu hò buồn thiêu trên bến sông. Dạ, thật sự bài này mọi người nghe khó mà cái quãng cực kỳ khó luôn. Thương anh ký giả nghèo, giả nghèo cực kỳ khó, nhạc sĩ làm khó quá, cái quãng rất là khó. Rồi bây giờ mình hát một phiên bản tiếng Quảng tặng cho tất cả mọi người nha. Dạ, chẳng có tay lớn hơn được không ạ? Lúc mới sinh ra đời, chị tôi được khen phụng tướng son giàu. Đôi mắt như sao trời, mộng mơ son người nụ cười ngây thơ. Dần dà ngày thơm gót hồng môi xinh xuyến xô, người thương kẻ nhớ phở lòng chị tôi ở ngóng. Đâu có hôm son giàu, chỉ đêm lòng thương anh ký dọa nghèo. Đôi lứa sai duyên thề, ngờ đâu trời xuôi đất khiến ly tan. Cũng vì mẹ cha nên vội sẽ duyên kết nơ tơ, bỏ lỡ tình yêu câu hò buồn thiêu trên bến sông. Cái tiếng Quảng nghe mắc cười luôn quý vị. Thật sự ra mi phải nói rằng là cái tiếng quê mi 10 câu 10 từ phải hai sai chính tả hết 8 từ rồi đó. Nhưng mà đi đâu mi cũng thực sự rất là tự hào, bởi vì nghe nó chất phát kiểu gì phải không, cũng dễ thương mà phải không quý vị. Dễ thương.